bé thông minh. Ngày xưa có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi nàng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không có thì cả nàng phải chịu tội. Được lệnh vua, cả vùng lo sợ, chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha: cha đưa con lên kinh đô gặp đức vua, con sẽ lo được việc này. Người cha lấy làm lạ, nói với nàng: nàng không biết làm thế nào, đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào hỏi: cậu bé kia sao dám đến đây làm ầm ĩ? Muôn tâu đức vua, cậu bé đáp: bố con đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi. Vua quát: thằng bé này nào, dám đùa với trẫm. Bố ngươi là đàn ông thì sao đẻ được. Cậu bé đáp: muôn tâu, vậy sao đức vua lại ra lệnh cho nàng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ? Vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài của cậu lần nữa. Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm bao mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: xin ông về tâu đức vua, rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Vua biết là đã tìm được người giỏi, bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. Kinh đô là nơi vua và triều đình đóng, om sòm ầm ĩ gây náo động, trọng thưởng tặng cho phần thưởng. Suy nghĩ nhé. Trả lời: nhà vua hạ lệnh cho mỗi nàng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không thì cả nàng phải chịu tội. Câu 2: vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua? Chúng mình cùng suy nghĩ nhé. Đúng rồi, dân chúng lo sợ sẽ bị nhà vua phạt tội, vì đó là một thách đố vô lý, trái nghiêng cả trái ngược với tự nhiên, bởi vì gà trống không biết đẻ trứng. Câu 3: cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lý? Chúng mình cùng suy nghĩ nhé. Trả lời: cậu bé kể lại cho vua nghe câu chuyện tương tự cha đẻ được em bé. Từ đó vua thừa nhận thách đố của mình là vô lý, phải không nào? Câu 4: trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì?
Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy? Chúng mình cùng suy nghĩ nhé. Vì sao cậu bé lại yêu cầu như vậy? Trả lời: cậu bé yêu cầu sứ giả tâu vua rèn chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Cậu bé yêu cầu vua một việc không thể thực hiện được.